Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày Nhị Kim Anh có hy vọng lấy lại được số tài sản gần 5 tỷ đã mất khi nghi phạm đã bị bắt giữ. Theo nhiều nguồn tin cho hay, nghi phạm không có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh mà là người địa phương khác đến, người này khai một mình thực hiện vụ trộm. Sau hơn 3 tháng điều tra, ngày 16 tháng 10, công an đã bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà ca sĩ Nhật Kim Anh và trộm số tài sản hơn 5 tỷ đồng vào tháng 7 năm 2019. Theo một nguồn tin cho hay, danh tính người này được xác định là Nguyễn Thái Sơn, tức Sơn Sả Bèng. Sơn Sả Bèng bị bắt giữ khi đang có mặt tại chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cảnh sát còn đang tạm giữ một đồng phạm của Sơn. Nhà chức trách cho biết những người thu mua vàng, kim cương của nghi phạm đang được mời lên để làm việc. Ngoài ra, ngoài Sơn Sà Ben, các nhà chức trách bắt giữ được một đồng phạm. Theo nhiều nguồn tin cho hay, nghi phạm không có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh mà người địa phương khác đến. Người này khai một mình thực hiện vụ trộm. Như đã đưa tin tháng 7 năm 2019, ca sĩ Nhật Kim Anh, Tức Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, quận năm thành phố Hồ Chí Minh, trình báo tối ngày 14 tháng 7 khi đi công tác từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh đã mở camera an ninh căn biệt thự của gia đình ở khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hương, huyện Bình Chánh, phát hiện có dấu hiệu bị đột nhập. Khi đi tới căn biệt thự, nữ ca sĩ kiểm tra phát hiện mất nhiều tài sản như vàng, kim cương, tiền, tổng trị giá tài sản hơn 5 tỷ. Qua trích xuất camera, công an xác định khoảng 20 giờ 41 phút ngày 14 tháng 7, một nam thanh niên đội mũ đeo khẩu trang đột nhập vào nhà Nhật Kim Anh, lấy xà beng cậy phá hai két sắt. Có thể do hay dùng xà beng nên hắn mới có biệt danh Sơn xà beng. Người này lấy đi 100 lượng vàng, nhiều vàng nữ trang, ngoại tệ, kim cương, 500 triệu đồng rồi rời đi lúc 21 giờ 12 phút cùng ngày. Theo Nhật Kim Anh, cô chưa có thông tin nên không thể nói gì, nhưng cô hy vọng tài năng của các chiến sĩ công an điều tra và từ hiện trường vụ trộm nhà cô có thể bắt được thủ phạm. Tôi cứ nghĩ là đã mất hết rồi, không có hy vọng lấy lại tài sản, nhưng nếu công an bắt được kẻ trộm thì càng anh quá giỏi, Nhật Kim Anh nói. Nhật Kim Anh cho biết trong thời gian qua, vụ mất trộm khiến cuộc sống và việc làm của cô bị nhiều ảnh hưởng. Số tiền bị mất là tiền cô vừa bán nhà, đang dự tính đưa vào làm vốn để kinh doanh mỹ phẩm. Khi bị mất, Ny Kim Anh đã phải xoay sở rất nhiều để có thể tiếp tục kinh doanh. Cô cho biết: Bạn bè, người thân đã động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi vượt qua khó khăn. Dù bị ảnh hưởng nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt mọi việc như trước đây. Bên cạnh sự động viên của bạn bè, Ny Kim Anh lấy lại tinh thần rất nhiều khi bộ phim Tiếng sét trong mưa với vai Thị Bình do cô thủ vai đã được khán giả đánh giá cao. Tôi bất ngờ khi vai diễn được khán giả đánh giá cao, nhiều khán giả xem phim khen vai diễn của tôi. Ra đường tôi cũng có được nhiều người gọi tên Thị Bình và dành nhiều tình cảm quý mến đối với tôi. Cô nói và cho biết đang thực hiện bộ phim Vua Bánh Mì. Sốc khi băng trộm không chỉ đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh mà còn đột nhập nhiều nhà nghệ sĩ khác. Trong 6 vụ trộm nhóm thực hiện ở các căn biệt thự nhà dân, có 2 vụ là đột nhập căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh và nhà ca sĩ Đồng Nhì. Liên quan đến vụ trộm đột nhập căn biệt thự ca sĩ Nhật Kim Anh lấy hơn 5 tỷ đồng, như đã thông tin, tối ngày 17 tháng 10, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Thái Sơn, thường gọi Sơn Sà Beng, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định và Trần Minh Thăng, sinh năm 85, ngụ quận 7, chú quận 11 để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2019, liên tiếp nhiều căn biệt thự nhà dân ở huyện Bình Chánh, quận 7 thường xuyên bị kẻ gian đột nhập, phá tủ, cách sát, lấy đi nhiều tài sản như nhẫn kim cương, vàng, ngoại tệ, trị giá hàng tỷ đồng. Trước tình hình đó, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tiến hành các biện pháp công tác, tổ chức truy xét đối tượng gây án. Qua điều tra, công an xác định Sơn Già Bèng, mặt thăng là thủ phạm nên truy bắt. Ngày 14 tháng 10, công an phát hiện cả hai tại trung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh, nơi khống chế bắt giữ đưa về trụ sở. Bước đầu, cả hai đối tượng khai nhận thực hiện 6 vụ trộm đột nhập biệt thự nhà dân, lấy đi nhiều tài sản ở huyện Bình Chánh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng tài sản chung lấy được gần 12 tỷ đồng. Trong số các vụ trộm của hai đối tượng thì có vụ đột nhập nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh vào tối ngày 14 tháng 7, cuốm 200 cây vàng, nhẫn kim cương, ngoại tệ, trị giá hơn 5 tỷ Bên cạnh đó nhóm khai còn từng thực hiện đột nhập vào nhà ca sĩ đồng nhì. Công an tình nghi nhóm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn khác nên đang mở rộng điều tra. Nỗi khổ không được gặp con của Nhật Kim Anh sau 3 năm ly hôn chồng cũ. Cuối năm 2014, Nhật Kim Anh chính thức kết hôn doanh nhân Bủ Lộc, quê ở Cần Thơ. Thời điểm cả hai còn hạnh phúc, cô luôn chia sẻ về chồng với nhiều lời khen ngợi hết lời. Cô từng kể về chồng là người có học thức cao, anh không giàu có về tiền bạc nhưng rất chu đáo, biết quan tâm lo lắng động viên, chia sẻ với tôi lúc vui cũng như là lúc gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Đối với gia đình, anh là người con hiếu thảo, tôi thấy người đàn ông này đáng tin cậy để trao thân gửi phận. Tuy nhiên, mối duyên nợ của hai vợ chồng cả hai nhanh chóng khép lại khi mới đây, được ca sĩ diễn viên đã tuyên bố ly hôn bủ lộc được gần 3 năm và vẫn luôn giữ bí mật về điều này để giữ hình ảnh cho phía gia đình chồng. Trả lời với phía truyền thông, Nhật Kim Anh cho biết đã rất đắn đo trằn trọc khi quyết định công khai đời tư sau khoảng thời gian chịu đựng vì muốn giữ cho con một mái ấm bình yên và còn việc cả danh dự của gia đình chồng nữa. Nữ diễn viên sinh năm 1985 bày tỏ. Thời điểm hiện tại tôi càng nhẫn nhịn thì anh Lộc càng lớn tới khiến cho mọi chuyện dần vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Chính vì vậy tôi đã quyết định chuyển trạng thái trên trang cá nhân thành độc thân như một cách để đối diện với sự thật. Bản thân tôi khi làm vậy không nghĩ rằng khán giả và quý báu quan tâm đến thế. Về lý do quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân, từng được dư luận ca tụng hết lời, nhờ Kim Anh từ nhận cả hai không còn tiếng nói chung, từ quan điểm sống đến suy nghĩ nên đã quyết định tự giải thoát cho nhau sau khi ly hôn nữ diễn viên không nhận được quyền nuôi con khi tại thời điểm hai bên tranh giành thì công việc cô chưa ổn định gặp nhiều khó khăn nên con trai được bủ lộc chăm sóc nữ diễn viên chia sẻ do phía gia đình chồng chỉ có anh lộc là đứa con duy nhất vậy mà anh ấy cũng đi suốt nên tôi thương ba mẹ chồng đơn độc một mình hơn nữa ba mẹ tôi gần gũi và chăm sóc cháu sẽ tốt hơn nên tôi mới quyết định nhường quyền nuôi con cho anh lộc Tuy nhiên điều khiến cô đau buồn nhất là vì chồng cũ Bủ Lộc luôn gây khó dễ trong việc để hai mẹ con gặp nhau hạn chế cho cô gần con trai. Cô kể, tôi đã chờ đợi suốt hai mùa hè rồi và đến đợt hè năm nay, tôi muốn được dẫn con trai lên Sài Gòn để đưa con dẫn con đi đây đi chơi. Nhưng anh lại không đồng ý, anh chỉ cho phép tôi về Cần Thơ gặp con, điều đó khiến tôi rất bức xúc. Có lẽ do tôi càng im lặng tên Lộc càng lớn tới, chính vì lẽ đó tôi mới quyết định thay đổi sang chế độ độc thân. Cô bức xúc khi cho biết mọi thời, thông tin về con trai Điều được phía chồng cũ hạn chế đưa, thậm chí cô còn không có tên trong danh sách đăng ký đưa đón bé đi học tại trường. Nữ diễn viên rơi nước mắt khi nói về điều này. Chỉ khi có mặt của ông bà nội hoặc là anh Lộc đi cùng tôi mới phép được đón con. Đến cả hè tôi mới đưa con lên Sài Gòn để đi đây đi đó hay về thăm ngoại chỉ một hai ngày thôi, anh cũng không đồng ý. Tôi vô cùng khổ tâm, nhiều lúc tôi thấy mình còn bất hạnh hơn cả những người phụ nữ khác, khi ngay cả những quyền cơ bản của một người mẹ tôi cũng không thể có. Nhật Kim Anh cảm thấy tuổi thân và chạnh lòng khi thời gian qua, cô vẫn dâu kính bí mật, im lặng chịu đựng dù chịu nhiều tiếng oan từ dư luận. Thậm chí cộng đồng mạng chỉ nghe từ một phía, nhưng đã dùng những lời miệt thị cô. Cô kể, họ nói tôi ham cuộc sống xa hoa đầy đủ mà bỏ con khi con trai còn đỏ hỏn. Tôi cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Họ đâu biết rằng suốt thời gian đó tôi lao đầu vào công việc để cố khỏa lấp đi nỗi nhớ con và cố gắng duy trì cuộc sống. Không chỉ của tôi mà còn có cả gia đình tôi nữa. Tôi cũng không được như những người phụ nữ khác có gia đình khá giả hay được đại gia chu cấp, mọi thứ tôi có được bây giờ đều từ hai bàn tay trắng mà nên. Nếu ai theo dõi tôi thì sẽ thấy được những việc tôi làm trong suốt thời gian qua. Tôi cố gắng giữ kín mọi thứ để đến rồi cuối cùng, tôi với con trai cũng không được gần nhau. Tiết lộ những bí mật, ít ai biết về đám cưới của ca sĩ Nhật Kim Anh. Thưa quý vị, ngày vui của Nhật Kim Anh đã xảy ra loạt sự cố trớ trêu. Tháng 12 tới, Nhật Kim Anh sẽ kỷ niệm 4 năm lên xe hoa. Giống như các nghệ sĩ khác trong làng giải trí, ngày trọng đại của nữ ca sĩ Lâu Đài Cát từng được tổ chức khá hoành tráng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong ngày vui đó, Nhật Kim Anh không tránh khỏi những tình huống trớ trêu. Hôn lễ của Nhật Kim Anh và ông xã Bủ Lộc được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau. Sau khi hoàn tất nghi lễ sinh dâu tại Vũng Tàu, nhà của Nhật Kim Anh, cặp trai tài gái sắc đã vượt hành trình hơn 300 km để về quê nhà chú rể ở Cần Thơ làm tiếp tiệc báo hỷ. Muốn khẳng định đội chiều chơi, Nhật Kim Anh và người bạn đời không chỉ trang hoàng không gian cưới thật bắt mắt, mà còn đặt may nhiều bộ trang phục để thay đổi liên tục trong bữa tiệc. Tuy nhiên, trong lúc MC đám cưới, lãng nghệ sĩ Thanh Bạch yêu cầu khách mời hướng về phía Cộng Hoa để chào đón Nhật Kim Anh và Vũ Lộc tiến vào không gian tổ chức nghi thức thành hôn khi sự cố mất điện bất ngờ xảy ra việc không mong muốn này khiến cho không khí trở nên nhốn nháo và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô dâu chú rể mất vài phút để khắc phục lễ thành hôn tiếp tục được diễn ra với sự chúc phúc của hai bên gia đình bạn bè đồng nghiệp được biết sự cố mất điện đã xảy ra ba lần liên tiếp trong ngày lần đầu tiên là lúc trạng sáng tại nhà cô dâu lúc cặp đôi vừa về đến cần thơ và cuối cùng là thực hiện nghi thức thành hôn Đám cưới là ngày vui nhất nhưng cũng là ngày bận rộn áp lực nhất của Nhật Kim Anh. Trước khi về nhà chồng, cô không lường trước chuyện sẽ phải xuất hiện và tiếp đón 1.000 khách, trong đó có cả khách mời phát sinh và người dân hiếu kỳ. Để tiệc báo hỷ diễn ra theo đúng dự kiến, Nhật Kim Anh phải liên tục thể hiện tâm trạng vui vẻ hạnh phúc. Cô cũng không ngại tức bật chạy ngược chạy xuôi để thay liên tục bốn chiếc vé cồng kênh vốn là người có sức khỏe yếu và vất vả nhiều ngày để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Đến phút tiễn biệt khách ra về và dành thời gian để chụp ảnh kỷ niệm, Nhật Kim Anh bất ngờ ngất xỉu khiến người thân, ông xã hút hoảng đưa vào nhà nghỉ ngơi. Rất may, đây chỉ là sự cố nhỏ và cũng là câu chuyện khó quên khi Nhật Kim Anh nhớ về ngày cưới của chính mình. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video và nếu thích video hay thì đừng quên like share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại